Xin chào các bạn, hôm nay mình đi tới Order Woodmore để mình lấy ký hợp đồng cho ba cái phone. Mình lấy iPhone 8 thôi. Bây giờ mình chuẩn bị vào ở trong chỗ mà mình ký hợp đồng lấy phone. Mình sẽ tiếp tục quay cho các bạn xem nha. Bây giờ mình đi nha. Noel sắp đến này các bạn. Người ta hát trưng nè, cái thông nè đầy đủ. Những cái thông dễ thương chưa? Năm này mình chưa được chụp hình bên cái thông. Bây giờ mình đứng bên cái thông. Trong khu vực này là chỗ mua sắm nè các bạn. Đó, người ta bán nữ trang nè, đầy đủ giày dép. Mình đi vô trong này để mình mua phone. Các bạn ơi, thấy màu nào đẹp vậy các bạn? Màu này chắc phụ nữ cầm màu này rất đẹp không? Mình lấy màu này đi. Rồi anh lấy màu nào? Màu trắng hả? Sao không lấy màu đen? Em lấy màu này màu gì vậy? Màu hồng hả? Có màu nào khác để em lựa chọn không? Mình chuẩn bị ký hợp đồng để lấy bốn cái phone iPhone 8 này nè. Mình lấy hai cái, còn ba má mình sẽ lấy hai cái. Bây giờ đang ngồi nói chuyện nè, mình sẽ quay phim lại cho các bạn xem. Mình thì mình lấy, mình giữ lại số phone cũ của mình thì cũng phải làm giấy tờ lại. Đó, bây giờ người ta sẽ lấy cái mã của cái phone để người ta ký hợp đồng tính tiền cho mình. Nó mình lấy hai cái này nè các bạn. And then, ông xã mình cái mình cái số nhất là 256. So I'll do these two on one transaction. I'm gonna do those two on another transaction. Care for insurance on anything? Màu xám các bạn ơi. I see that you carried that before. No, because last time they had that mistake on my brother insurance too. Ai phát rộng nhất mình thử cho các bạn xem. Đó, nhìn rất là rõ ràng ha. Kế tiếp cái này mình thấy xài vừa vừa, nhỏ nhỏ như vậy được rồi nè, cỡ này vừa nè. Cỡ này thì khoảng 1129 đô 99 sen chưa thuế. Lớn nhất, nhỏ nhất. Rồi vừa vừa. Cái này nhỏ nhất, cái này vừa vừa nè, cái này lớn nhất. Đó, iPad mới ra đó. iPad Pro. Bây giờ mở một cái phone để cho người ta cài đặt nó. Người ta cài số phone vào thì mình sẽ cho các bạn xem. Wow, đẹp chưa? Mình ấy chua khó. Mẫu phone đẹp chưa các bạn? Dạ. Thì có phone mới xài rồi ha. Rồi mình lấy cái này. Rồi hai cái này chút nữa có mã pin rồi bắt đầu mình mở tiếp. Thì mình mở một cái là trong này giống nhau hết đó các bạn. Mình mua cùng màu nhau hết. Đó, bây giờ người ta đã mở cái phone ra để người ta kích hoạt cho cái phone của mình để vào trong cái số đó các bạn. Đấy, cái đó nó nằm đây.
Hello? Yeah. Chị mới giờ lấy xin má bỏ vô. Nhìn rất là đẹp ha. Các bạn thấy không? Đây. Cái này là iPhone 8 Plus. Mình có phone mới xài rồi nha. Rồi ông xã ăn cái mình cái, ba má chồng mỗi người một cái. Gia đình mình bây giờ 4 người có phone mới. Mỗi đứa con một cái. Còn mỗi đứa con một cái nữa, đợi lớn lên mới cho xài. Bây giờ còn nhỏ không xài được. Đây nè, baby này nè, baby này một cái nè, đó. Hai baby, baby nhỏ, baby lớn. Đây các bạn, cái phone này là của mình nè, cái số rất nhiều. Đó, các bạn nhìn thấy dễ thương không? Hôm nay hết nấu ăn rồi, bây giờ ra giới thiệu phone cho các bạn xem. Tại đi đây đi đó, mình xin hỏi cái gì mình phải quay lại để mình chia sẻ cho các bạn. Quạt đi, mọi cái kia nữa. Làm liên tục luôn. Mình mở tiếp một cái này. Nếu mà mình mở khác nhau thì các bạn thấy chắc sẽ vui hơn. Nhưng mà tại gia đình mình thích xài màu giống nhau cho nên mình mở ra thì thấy giống nhau hết. Nhưng mà cũng vui ha. Đó, iPhone mới nhìn màn hình đẹp chưa các bạn? Đó, mình đi giới thiệu cho hãng Apple luôn đó các bạn ơi. Nhìn rất là dễ thương, nhìn cái phone thấy cưng quá chừng luôn. Đây, rồi để cho người ta kích hoạt được chút xíu nữa rồi mình lấy về mình xài thôi. Đã xong rồi các bạn. Bốn cái phone của mình mua người ta đã cài đặt sắp xong rồi các bạn. Bên này là Galaxy này. Các bạn, người ta trưng bày để cho mình thích những cái phone nào thì mình lấy, mình ký hợp đồng rồi mình trả tiền phone. Hôm nay là mình mua một cái iPhone 8 thì người ta sẽ tặng cho mình một cái, tức là một cái khoảng 800 mấy đó, người ta tặng cái thì mình ký hợp đồng với hãng này mình xài 2 năm được. Đó, số phone thử này đã lên rồi các bạn, những cái phone cũng dễ thương quá nè. Mà đen nè đó chứ đẹp chưa. Cái gì? Bạn nói lại, bạn nói tiếng gì vậy? Nói lại mình nghe. Các bạn ơi, lấy được hai cái phone này nè. Đã làm xong hai cái phone rồi, mình đem về nhà thôi. Nhìn đẹp ạ, rất là dễ thương. Mình rất thích chụp hình phone này, rất là tốt. Vậy các bạn ha. Đã xong, bây giờ mình bỏ vô hộp, về thôi. So if I change the whole plan, whole stuff, look, it's a good deal. Let's see. Đây là bây giờ xung quanh người ta bán trang trí mùa Noel nè các bạn. Mua cái hot dog nè các bạn. Ở trong người ta làm bánh rất là đẹp ha. Đây. Đó, hot dog ngon chưa các bạn? Thank you. Các loại bánh nhìn rất là ngon. Mình mua hai cái hot dog này về cho mấy đứa nhỏ ăn. Đi mua phone rồi ghé ở đây mua hot dog luôn. Rất là ngon, cái tiệm này bán rất là ngon nè các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn like giùm mình nữa nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.